Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Kính thưa cả nhà, như vậy là việc kháng cáo của chị Hằng đã khép lại vào lúc 0 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Sau thời gian này, chị Hằng không có quyền kháng cáo về cái bản án sơ thẩm được tòa tuyên vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Và trước đó 2 ngày, bên phía báo chí cũng khẳng định rằng tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của chị Hằng. Như vậy là chúng ta đã nín thở chờ đợi thêm 1 hoặc 2 ngày nữa, theo tôi dự đoán là thứ hai tuần sau báo chí sẽ có đưa tin chính thức về cái sự việc này. Nếu như vậy thì coi như chị Hằng đã chấp nhận bản án và không kêu ca gì cả. Một số người thương mến chị Hằng bảo rằng làm như thế mới là anh hùng, là như thế mới là Nguyễn Phương Hằng. Còn riêng bản thân mình thì mình nghĩ rằng cái việc không kháng cáo này là một điều hết sức là đáng tiếc. Nếu như thực tế nó xảy ra thì hồi tối mình có đang phân tích với các bạn. Thời gian kháng cáo sẽ kết thúc vào lúc 24 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2023. Nếu như chị Hằng thay đổi phút chốc vào giờ chót giống như 8 giờ tối thì điều kỳ diệu đó vẫn xảy ra. Cái vấn đề được ghi nhận cho giám thị và là cái người có liên quan ở chỗ trại tạm giam, và người này sẽ xác nhận vào đơn, nhận đơn kháng cáo vào mấy giờ, và những cái người này sẽ tôi gọi chung là cơ quan chức năng đi, sẽ bên trạm giam sẽ chuyển ra cho tòa. Thì từ đó chuyển qua tòa mất bao nhiêu thời gian nó không tính vô 15 ngày. Ok chưa? Hôm nay thì có một số khán giả cũng có những cái câu hỏi rất là hay mà chúng ta cần phải chia sẻ sau cái hậu drama này. Cái câu hỏi của khán giả đặt ra đối với Full Game Mobile cũng rất là khó. Nghe các bạn rất là khó, bởi vì tôi không phải là cái người có rành rẽ về pháp luật. Tuy nhiên trên cái phân tích khía cạnh cá nhân thì mình cũng sẽ trả lời với mọi người. Cái sự trả lời này có thể là làm cho nhiều người không đồng ý. Các bạn có ý kiến nào hay hơn, xin vui lòng để lại bình luận dưới video này. Các bạn nào chưa nhấn đăng ký kênh, nhớ tặng cho mình một đăng ký kênh nếu cảm thấy bản tin này hay và nó có tính chất truyền một năng lượng ai đó cho cuộc sống, cho ai đó quan tâm về drama của Nguyễn Phương Hằng. Khán giả đặt ra một câu hỏi cho kênh Full Game Mobile rằng nếu như bốn người, ba người trợ lý của chị Hằng và tính thêm tiến sĩ luật Đặng Anh Quân kháng cáo lên phiên tòa phúc thẩm, chúng ta đã biết rồi, và phiên tòa phúc thẩm diễn ra, nếu như họ được giảm nhẹ tội thì chị Hằng có được giảm nhẹ tội lây hay là không? Câu hỏi này thật là thú vị. Thì tôi sẽ trả lời cho các bạn với khả năng mình suy nghĩ. Chỉ mong muốn rằng sẽ nhận được sự quan tâm của các bạn hơn. Trong cái vụ án này có 5 người kháng cáo. Một cái người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đó là chị Lan ở Gò Vấp, chị có kháng cáo. Thứ nhất là chị kháng cáo về cái sự việc mà chị không phải là người bị hại. Chị không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan mà chị là người bị hại. Đó. Và vấn đề thứ hai là không đồng tình cái mức đền bù 18 triệu tòa tuyên ở tòa mà muốn đền bù theo cái dạng ngoài hợp đồng. Đó là hai trước đó thì tôi nghe nói rằng tòa đã bác bỏ 2 tỷ 480 triệu thế nào đó. Thì việc đó chúng ta cũng không có quan tâm gì cả, tại vì liên quan tới tiền bạc. Chúng ta yên tâm với sự việc á là nếu như bốn người bên phía chị Hằng kháng cáo thành công, tội họ được giảm nhẹ, ba người trợ lý của chị Hằng sẽ được hưởng án treo, tiến sĩ luật Anh Quân sẽ được phán tội bằng đúng thời gian tạm giam và được cho tại ngoại hoặc là giảm nhẹ một phần tội, ví dụ như 2 năm 6 tháng tù thì chỉ còn 6 tháng tù thôi, ví dụ là như vậy. Thì làm sao? Vấn đề thứ nhất, nếu như chị Hằng không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực. Mà khi bản án có hiệu lực
thì phiên tòa phúc thẩm sẽ xử sau cái vấn đề này. Do đó tôi nghĩ rằng án vẫn giữ nguyên đối với trường hợp chị Hằng. Đúng chưa? Tôi nghe hơi ngừng lại một tí xíu để cho các bạn suy nghĩ. Tôi nói như vậy có đúng chưa? Có hợp lý chưa các bạn? Chị Hằng không kháng cáo thì đồng nghĩa với bản án trên tòa ngày 21 tháng 9 năm 2022 sẽ có cái hiệu lực ngay. Và trong 15 ngày chị Hằng không kháng cáo thì bản án đó chị Hằng phải chấp hành án phạt. Các bạn theo rõ chưa? Đúng chưa? Lúc đó chị Hằng đã chấp hành án phạt, chị Hằng đã ở tù rồi. Thì làm sao giảm nhẹ tội cho chị Hằng được nữa? Do đó chị Hằng phải chọn phương án 2, kháng cáo lên để bản án chưa có hiệu lực. Và khi bản án chưa có hiệu lực mà bốn người có liên quan đến cái vụ án của chị Hằng, nói sẵn là bốn người bên phía chị Hằng đi cho nó nhanh đó, thì bốn người đó nếu đặt cái giả thiết ra họ sẽ được sự khoan hồng pháp luật, ăn năn hối cải, những tình tiết giảm nhẹ ba la nên họ là những người làm công ăn lương à, ví dụ như vậy cuộc sống họ cũng có nhiều cái đóng góp, cũng có được nhiều bằng khen à, chiến sĩ thi đua thế này đó vân vân và vân vân, thì từ những yếu tố đó tôi chỉ giả dụ thôi nha, còn cái vấn đề này thì phải chúng ta phải chờ cái phiên tòa phúc thẩm đó, thì tôi nói tôi chỉ giả dụ như vậy để nên men theo cái câu câu hỏi của khán giả rằng là nếu như bốn cái người này được giảm nhẹ tội thì chị Hằng được giảm nhẹ luôn. Thì tôi nói các bạn đã, nếu mà chưa cái trường hợp một là không thể, tại vì chị Hằng không kháng cáo thì không thể, tại vì bản án đã có hiệu lực rồi thì làm gì có vụ mà giảm nhẹ tội cho chị Hằng được nữa. Chị Hằng chỉ được giảm nhẹ tội trong những cái lễ lộc lớn, những cái sự kiện lớn à, mừng à, mừng đảng, mừng xuân, hoặc là quốc khánh, hoặc là đại chiến thắng 30 tháng 4, 1 tháng 5, 4 tháng lao động đó, thì những cái ngày lễ lớn đó thì người ta sẽ xem xét cái trường hợp của chị Hằng thôi. Chứ còn bản án chị Hằng đã có hiệu lực rồi thì làm sao sửa được bản án đó nữa mà chị Hằng được giảm nhẹ. Từ ngay chỗ đó mà chúng ta đã có cái thuyết âm mưu rằng có thể chị Hằng đã bí mật kháng cáo nhưng không cho biết bên đối thủ biết. Giống như tôi đã phân tích các bạn, không thể chị Hằng bỏ lại bốn người đó để được, và chị Hằng phải đồng hành với bốn người đó tới những phút cuối cùng. Dù muốn hay nhiều không, theo các bạn bảo rằng chị Hằng không kháng cáo là chị Hằng là một người anh hùng, là một cái người mà mang đậm rõ nét như Sony thế nào đó, thì cái đó là do các bạn suy nghĩ. Còn tôi nghe suy nghĩ như vậy rất là thất thiệt cho chị Hằng. Chị Hằng phải kháng cáo lên mới đồng hành với những người kia, và bản án ngày 21 tháng 9 vẫn chưa có hiệu lực thì mới được. Còn cái suy nghĩ riêng bản thân mình, cái đó tôi phân tích về tình về lý ở trong cái câu chuyện của chị Hằng. Còn suy nghĩ riêng bản thân mình à, thì cái sự việc chị Hằng được giảm nhẹ tội nếu như chị Hằng kháng cáo thôi. Còn những cái người kia dù muốn hay không họ cũng phải kháng cáo để họ tìm lại sự tự do cho chính bản thân mình, hay là tìm lại sự giảm nhẹ cho mình, cái điều đó tất yếu. Nhưng cái điều đó tôi nghĩ rằng không có ảnh hưởng gì tới cái sự việc mà giảm nhẹ hay là tội cho chị Hằng nếu như chị Hằng có kháng cáo luôn. Thì tới đó suy nghĩ riêng bản thân tôi, tại vì đã gọi là đồng phạm thì tới tính chất đó thì mạnh ai hồn ai nấy dữ, tôi suy nghĩ là như vậy. Chỉ rất ít phần trăm cái sự việc những người kia được giảm nhẹ tội thì chị Hằng được giảm nhẹ tội theo, hoặc là theo các bạn suy nghĩ là chị Hằng sẽ trắng án thế nào đó thả tự do, đó là suy nghĩ riêng của các bạn. Vì tình yêu thương của các bạn đối với chị Hằng quá lớn, do đó các bạn có quyền suy nghĩ đó, nhưng cái quyền quyết định cuối cùng không phải là chúng ta mà do cơ quan chức năng, là do hội đồng xét xử ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Chúng ta có quyền suy nghĩ, chúng ta có quyền mơ ước. Đó là quyền cơ bản của mỗi con người, đúng không? Yêu thương, giận hờn, ghét, đó là quyền cơ bản của chúng ta. Nhưng tất cả phải dựa theo cái sự phán quyết của tòa án. Do đó nhiều người bảo rằng đừng nói vậy, chị Hằng thế này thế kia thế nọ. Tôi khuyên các bạn sống trên đời đúng, chúng ta phải có niềm tin, một đúng tình yêu nào đó chúng ta mới sống. Chúng ta có một cái động lực nào đó chúng ta mới vươn lên được. Tuy nhiên những động lực đó không thể nào giúp chị Hằng nếu như chị Hằng không có những tình tiết mới, những sự kiện mới
trong cái phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Thậm chí là khi chúng ta kháng cáo lên, tòa có thể là bác bỏ những cái kháng cáo của chúng ta. Chẳng hạn như trường hợp của cái chị bán rượu, chị đang khiếu nại phiên tòa về cái sự việc mà tư cách kháng cáo lên cái tư cách mình là người bị hại chứ không phải là người có quyền lợi về vụ liên quan. Nhưng trên cái tab cộng đồng của chị này, chị này đã sợ khán giả giống như mà lên án mình, tại sao ác ôn quá, cái người ta làm mà người ta làm từ thiện biết bao nhiêu gì đó tự nhiên mà khiếu kiện người ta chồm sớm dị nghị bạn bè khinh khi, thì chớ lại rằng bảo rằng là tôi kiện chị Hằng tội 155, tội 156 chứ không phải tiện tội 331. Nhưng trong phiên tòa ngày 21 tháng 9 năm 2023 của chị Hằng thì đó là phiên tòa 331, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân chứ không phải là tội vu khống làm nhục người khác. Do đó tại sao một số người bảo rằng người ta sẽ bác cái đơn kháng cáo này bỏ, theo bản thân tôi người ta nói như vậy là hoàn toàn có lý lẽ và coi như là họ có cái lý lẽ để mà họ nói trước cái khán giả của họ rằng cái việc bác này hoàn toàn có cơ sở, đúng không? Cái diện kháng cáo là của các anh chị cảm thấy quyền lợi các anh chị bị xâm hại là đúng, không sai cả. Nhưng nó có phù hợp với cái phiên tòa, nó có phù hợp với thực tế hay là không, hay là do chính chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta đúng, người khác sai và chúng ta mới kháng cáo, thì đó là chúng ta có quyền đó. Nhưng cái quyền quyết định cuối cùng không phải là do chúng ta, mà là do cơ quan chức năng, do hội đồng xét xử, do thẩm phán, do tòa án. Không phải là chúng ta muốn cái gì thì chúng ta làm mà suy nghĩ là cái đó sẽ suy nghĩ theo chúng ta, đúng không các bạn? Đó, đó là lý do tôi trả lời các bạn tại sao một số kênh YouTube bảo rằng cái sự việc mà cái chị ở bán rượu ở Gò Vấp đó, chị kháng cáo lên người ta sẽ bác bỏ. Tại vì ngay phía phiên tòa sơ thẩm người ta đã bác bỏ rồi, thì có dù kháng lên cho nữa, cái chuyện kháng của các anh chị, còn cái chuyện mà tòa có thực hiện không là cái chuyện của tòa chứ, đúng không? Trời ơi, chúng ta nói các bạn rồi, trên phiên tòa phải có chứng cứ, phải có bằng chứng, phải có lập luận, phải có tài liệu, trọng chứng hơn là trọng cung. Không phải là chúng ta nói đúng thì phiên tòa phải phục vụ theo chúng ta, tất cả đều phải theo quy trình của pháp luật. Đó là lý do tại sao chúng ta mơ ước chị Hằng sẽ được chấn án, chị Hằng sẽ được thả ngay phiên tòa. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng cái mức độ quan trọng của cái vụ án chị Hằng như thế nào, đúng không? Chúng ta mơ ước chị Hằng sau ngày 21 tháng 9 sẽ được thả, nhưng cuối cùng chị Hằng phải bị 3 năm tù giam. Đó là cái vấn đề mà tiên quyết của pháp luật, ai cũng công bằng như ai. Có nhiều khi tôi nói ra thì các bạn bảo rằng thế này thế kia thế nọ, nhưng tất cả đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bên phía bên anh Dũng, chị Hằng đang dùng cái liên hoàn kế hết sức là đặc biệt trong vụ án này. Tôi nói các bạn biết là như vậy, không có cho đối thủ biết mình làm cái gì, mình làm giờ nào, mình làm với ai, ai làm với mình, tài liệu có gì. Đó, cho đó mình được giữ được cái sự bí mật đến mức cuối. Tới thời điểm này thì tôi vẫn giữ luôn quan điểm là chị Hằng sẽ không bỏ rơi bốn người kia. Các bạn biết tính của chị Hằng rồi. Do đó cái sự việc mà chậm trễ kháng cáo hay là việc kháng cáo này bí mật, theo các bạn suy nghĩ như thế nào? Đúng không? Các bạn đặt câu hỏi quá khó với mình thì mình cũng trả lời với các bạn rằng chị Hằng sẽ kháng cáo chung với những người đó thì mới chị Hằng mới được giảm nhẹ tội, đúng không? Nên cho các bạn suy nghĩ, tôi cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà không. Suy nghĩ của tôi thì mạnh ai làm sai thì sai thế nào, pháp luật xử lý như vậy thôi. Còn nếu chàng không kháng cáo là coi như là không thì giảm nhẹ tội luôn. Đúng chưa? Hợp lý chưa các bạn? Cho nên tôi nhức đầu về cái chuyện kháng cáo này quá các bạn ơi. Nhiều người đang cười và ăn mừng đó. Vừa là sinh viên luật, vừa là sinh viên gì đó các bạn, sinh viên trường y người ta muốn trở lại cuộc sống bình thường sau những tháng ngày người ta tấn công chị Hằng. Người ta nghe thông tin nào đó chị Hằng không kháng cáo, người ta vui ra mặt. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Người còn làm, trời còn nhìn, lưới trời lồng lộng tí thưa mà khó thoát. Lên trên mạng mắng chửi chị Hằng một cách vô cớ, vô duyên, rồi thấy chị Hằng bị tù 3 năm mừng quá, thấy không kháng cáo mừng quá, đâu có dễ gì các bạn. Theo các bạn suy nghĩ, những cái người này có bị lực nhân quả không? Tùy các bạn suy nghĩ nha.
Tôi nghĩ rằng lực nhân quả đến với họ rất gần, và không chừng họ đã dẫm chân vào cái nghiệp của họ rồi đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn và tâm chào cả nhà. Cả nhà đã đặt một câu hỏi rất là khó. Có thể những câu trả lời mình không vừa lòng với các bạn, tuy nhiên sự thật nó vẫn là sự thật. Cả nhà nhớ like, subscribe, ủng hộ em cả nhà nhé. Một lần nữa xin cảm ơn, tâm chào, bye bye.